Như tiêu đề video thì các bạn cũng biết rồi đó. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về... Kết. Đúng vậy là kết. Khủng long. Anh em nào đang ăn cơm thì ăn xong đi rồi rác quay lại xem sau nhé. Để nghiên cứu về các loài động vật thời tiền sử như khủng long, các nhà khoa học dựa vào xương, răng và các hóa thạch cơ thể khác. Mặc dù chúng có thể mang lại nhiều thông tin hữu ích, nhưng những hóa thạch cơ thể này không cho chúng ta biết mọi thứ cần biết về những loài động vật thời tiền sử này. Những bảnh xương và thậm chí cả những hóa thạch cơ thể gần như hoàn chỉnh được bảo quản tốt chỉ cho chúng ta biết loài này trông như thế nào khi còn sống và có thể cung cấp một số manh mối về hệ sinh thái của chúng. Nhưng động vật còn hơn cả vẻ ngoài của chúng. Để thực sự hiểu động vật thời tiền sử, chúng ta phải khám phá thông tin về chế độ ăn uống, cách chúng tiêu hóa thức ăn và sự tương tác giữa chúng và các loài động vật khác trong hệ sinh thái. Để làm được điều này, các nhà khoa học dựa vào một loại hóa thạch cực kỳ lạ nhưng hấp dẫn được gọi là coralite. Đó là từ Hoa Mỹ để mô tả phân hóa thạch, và loại hóa thạch này phổ biến hơn bạn nghĩ. Nhưng trong video ngày hôm nay, đi đỡ mỏi miệng và cho các bạn dễ hiểu thì mình sẽ đọc nó bằng tiếng Việt là phân hóa thạch. Và chúng ta sẽ cùng khám phá khái niệm phân hóa thạch để hiểu đó là gì và tầm quan trọng của nó đối với các nhà cổ sinh vật học. Coralite là gì? Coralite về cơ bản là tàn dư của chất thải động vật được bảo quản trong đá cổ. Nó dễ hơn là cước hóa đá. Chúng là phân hóa thạch của các loài động vật sống cách đây vài triệu năm và đã trải qua nhiều năm biến đổi địa chất để trở thành thứ có giá trị cho nghiên cứu của chúng ta và những loài động vật cổ đại này. Phân hóa thạch có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau và chúng phản ánh sự đa dạng của các sinh vật thời tiền sử đã tạo ra chúng. Một số có thể lớn và nhẵn giống như những khúc gỗ xoắn. Những con khác có thể nhỏ hơn và có thể chứa nhiều mảnh xương, cho tới rằng loài động vật tạo ra chúng có chia đầu ăn thịt. Sự hình thành phân hóa thạch. Mỗi loài động vật đều ỷ, bao gồm cả các loài động vật thời tiền sử như khủng long. Trong suốt cuộc đời của khủng long, nó sẽ thải ra hàng đống phân. Nhưng không phải tất cả chúng đều được bảo tồn dưới dạng hóa thạch. Trên thực tế, xương, răng và các bộ phận cứng khác có thể có khả năng được bảo tồn hơn các vật liệu hữu cơ như phân. Phân hóa thạch sẽ chỉ được hình thành nếu phân nhanh chóng được bao phủ bởi khoáng chất ngay sau khi được sản xuất ra. Nếu quá trình khoáng hóa diễn ra thành công, phân sẽ ngừng phân hủy tạo thành phân hóa thạch. Hành trình từ phân tươi đến phân hóa thạch rắn bao gồm giữa sự tương tác phức tạp của nhiều điều kiện và quá trình tự nhiên khác nhau. Để phân được khoáng hóa, động vật phải bài tiết chất thải trong môi trường thuận lợi cho quá trình hóa thạch. Điều này bao gồm các khu vực giàu trầm tích hoặc các khu vực nơi có sự lắng động xảy ra tích cực, chẳng hạn như bãi bồi, bờ sông hoặc lòng hồ. Ở những khu vực như vậy, chất thải có thể nhanh chóng bị chôn vùi. Điều này sẽ bảo vệ chúng khỏi các yếu tố bên ngoài khác và các loài sinh vật nhặt khứ. Sau khi được chôn vùi, phân sẽ được bảo vệ khỏi sự phân hủy vì thiếu oxy và các yếu tố khác làm chậm quá trình phân hủy. Tuy nhiên, điều thực sự cho phép hình thành phân hóa thạch là sự xâm nhập của các khoáng chất từ trầm tích xung quanh vào phân. Các thành phần hữu cơ của phân dần được thay thế bằng khoáng chất. Điều này tạo ra một bản sao hóa đá của vật liệu thải ban đầu, cho phép phân hóa thạch giữ được hình dạng và cấu trúc của nó trong khi biến nó thành hình dạng rắn, có thể được bảo tồn vài triệu năm. Phân hóa thạch cho chúng ta biết điều gì? Mặc dù nghiên cứu phân hóa thạch có vẻ như là một khía cạnh kém hấp dẫn hơn của cổ sinh vật học, nhưng đó lại là một khía cạnh rất quan trọng. Phân hóa thạch được phân loại là hóa thạch dấu vết. Đây là những hóa thạch không được hình thành từ cơ thể thực sự của loài động vật, mà từ thứ gì đó đến từ cơ thể chúng. Trong trường hợp này, phần còn lại của loại phân, con vật được bảo quản có thể được sử dụng để suy ra những gì nó ăn và tiết lộ thói quen ăn uống của những sinh vật cổ đại này. Để nghiên cứu phân hóa thạch, các nhà khoa học kiểm tra thành phần, kích thước, hình dạng và kết cấu của hóa thạch này. Trong một số trường hợp, phân hóa thạch cũng có thể chứa tàn dư khó tiêu. Dựa trên những điều này, có thể suy ra xem động vật tạo ra phân là động vật ăn thịt, động vật ăn tạp hay động vật ăn cỏ. Ví dụ, nếu phân hóa thạch chứa chất thực vật hoặc cellulose thì có thể đó là từ động vật ăn cỏ. Tương tự, phân hóa thạch giàu mảnh xương đến từ một loài động vật có thói quen ăn thịt. Một số phân hóa thạch thậm chí có thể chứa bằng chứng từ quá trình tiêu hóa của sinh vật, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sinh lý của nó. Một khía cạnh khác hấp dẫn các phân tích phân hóa thạch là tính hữu ích của nó trong việc tái tạo chuỗi thức ăn thời tiền sử. Vì chế độ ăn của các động vật thường bao gồm những thứ có ở môi trường xung quanh, nên việc xác định những gì loài vật này ăn có thể giúp các nhà khoa học suy ra vị trí của nó trong hệ sinh thái. Ví dụ, phân hóa thạch chứa phần còn lại của động vật săn mồi nhỏ cho thấy rằng nó đến từ động vật cao hơn trong chuỗi thức ăn.
Tương tự, phân hóa thạch từ động vật ăn cỏ có nghĩa là động vật tạo ra nó, là sinh vật sản xuất chính. Trong những tình huống may mắn khi phân hóa thạch từ các sinh vật khác nhau trong cùng khu vực và cùng thời kỳ được bảo tồn, các nhà khoa học có thể nghiên cứu những tàn tích này để ghép lại một mạng lưới tương tác phức tạp giữa các loài này. Phân hóa thạch cũng có thể giúp các nhà khoa học làm sáng tỏ bản chất của sự tương tác giữa các động vật ăn thịt và săn mồi, làm sáng tỏ những chiến lược mà những kẻ săn mồi cổ đại sử dụng để săn bắt con mồi. Sự hiện diện của con mồi với xương bị nghiền nát và vụn cho thấy kẻ săn mồi có thể đã nhai phần còn lại trước khi nuốt chúng. Ngược lại, các bộ phận cơ thể tương đối nguyên vẹn cho thấy con mồi đã bị nuốt chửng. Do đó, phân hóa thạch có thể tiết lộ thông tin quan trọng về hành vi săn mồi và sự thích nghi của động vật cổ đại. Các loại phân hóa thạch khác nhau. Phân hóa thạch cung cấp một cái nhìn sâu sắc về chế độ ăn uống và hành vi của các loại sinh vật khác nhau qua nhiều thời kỳ địa chất. Dự kiến hình dạng, kích thước và đặc điểm của những hóa thạch này sẽ khác nhau tùy theo loài động vật được đề cập và môi trường của nó được hóa thạch. Phân hóa thạch có thể được phân loại dựa trên hình dạng của chúng. Những di tích được bảo quản này có thể có hình xoắn ốc, hình trụ, hình cầu hoặc không đều. Hình dạng của phân hóa thạch cung cấp manh mối về các loài động vật tạo ra nó. Ví dụ, cá mập và các loài cá khác tạo ra phân hóa thạch xoắn ốc vì chúng có ruột hình xoắn ốc, trong khi khủng long và động vật có vú thường tạo ra phân hóa thạch hình trụ. Phân hóa thạch cũng có cấu trúc khác nhau trên động vật tạo ra chúng. Kết cấu có thể mịn, dạng hạt hoặc dạng nốt. Động vật ăn cỏ thường tạo ra phân hóa thạch mịn, trong khi động vật ăn thịt tạo ra phân hóa thạch có kết cấu thô. Thật khó để nói chính xác loài động vật nào đã tạo ra phân hóa thạch, trừ khi hóa thạch của cơ thể loài vật đó được tìm thấy ở cùng một vị trí. Điều này thì rất khó xảy ra. Chúng ta có thể suy ra rằng hóa thạch đến từ động vật ăn cỏ hoặc động vật ăn thịt tùy vào từng trường hợp. Môi trường và các loại phân này hóa thạch cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành phân hóa thạch và cách bảo quản của nó. Phân hóa thạch được bảo quản trong môi trường ngập nước hoặc kỵ khí có xu hướng bảo quản các chi tiết tinh tế hơn vì chúng giữ được nhiều vật liệu hữu cơ hơn. Nếu phân được lắng động trong môi trường khô cằn, hình dạng và cấu trúc tổng thể của phân hóa thạch có thể được bảo tồn, nhưng hầu hết những thông tin hữu cơ đều sẽ bị mất. Làm sao để phát hiện và nghiên cứu phân hóa thạch? Phân hóa thạch được phát hiện thông qua các nghiên cứu thực địa cẩn thận, nơi các nhà cổ sinh vật học lùng sục các thành tạo đá trầm tích để tìm kiếm các lớp chứa hóa thạch tiềm năng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta vô tình phát hiện ra phân hóa thạch. Các nhà cổ sinh vật học tại hiện trường xác định những phân hóa thạch này dựa trên hình dạng và kích thước riêng biệt của chúng. Đôi khi, phần còn lại có thể chứa các mảnh thức ăn chưa tiêu hóa như mảnh xương hoặc các phần còn sót lại khác có thể nhìn thấy được. Sau khi tìm thấy phân hóa thạch, nó sẽ được chiết xuất một cách tỉ mỉ từ đá nơi nó được bảo quản và đưa đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu thêm. Nghiên cứu phân hóa thạch để khám phá manh mối về những gì loài động vật thời tiền sử tạo ra. Chúng ăn liên quan đến việc sử dụng nhiều công cụ và phương pháp. Một số kỹ thuật quan trọng nhất để phân tích các mẫu vật này bao gồm: kính hiển vi. Các nhà khoa học sử dụng kính hiển vi công suất cao để kiểm tra thành phần và cấu trúc của phân hóa thạch. Các phần mỏng có thể tiết lộ các chi tiết cực nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ví dụ, có thể tạo ra hạt, tàn dư của lá, phân hoa, vỏ cây bằng cách chỉ cần nhìn vào phân hóa thạch. Tuy nhiên, việc phóng đại những cây này sẽ tiết lộ hình dạng và kiểu dáng đặc biệt, có thể giúp xác loài cây cụ thể đang được đề cập. Phân tích hóa học. Các kỹ thuật hóa học như phân tích động vị ổn định và phân tích nguyên tố vi lượng cung cấp cái nhìn sâu sắc về chế độ ăn của sinh vật này. Tỷ lệ động vị của phân hóa thạch có thể được sử dụng để xác định xem loài động vật chủ yếu tiêu thụ thực vật hay động vật. Phân tích phân tử. Trong những năm gần đây, phân tích DNA đã trở thành một công cụ mạnh mẽ trong nghiên cứu phân hóa thạch. DNA chiết xuất từ phân hóa thạch có thể tiết lộ không chỉ danh tính của loài đã sản xuất ra đống cước này, mà còn cả loài cụ thể mà nó tiêu thụ. Chụp ảnh TX và nghiên cứu so sánh. Quét TX có thể được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc bên trong của phân hóa thạch, tiết lộ những thông tin hoặc cấu trúc ẩn mà không phá hủy phân hóa thạch. Bằng cách so sánh phân hóa thạch với phân của các loài động vật còn tồn tại đã biết ngày nay, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra những phỏng đoán có cơ sở về danh tính và chế độ ăn của các loài sinh vật này. Những đóng góp của phân hóa thạch cho cổ sinh vật học. Phân hóa thạch ban đầu có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, các nhà khoa học có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ chúng. Một số điều phân hóa thạch đóng góp cho cổ sinh vật học bao gồm: với hóa thạch cơ thể, chúng ta chỉ có thể suy đoán những gì mà loài động vật ăn dựa trên hàm răng của chúng. Phân hóa thạch tiết lộ chế độ ăn uống cụ thể của các sinh vật cổ đại, góp phần nâng cao những hiểu biết của chúng ta về chuỗi thức ăn thời tiền sử và động vật hệ sinh thái. Góp phần nâng cao hiểu biết của chúng ta về chuỗi thức ăn thời tiền sử và động lực hệ sinh thái.
Phân hóa thạch cung cấp manh mối về các động vật săn bắt, tìm kiếm thức ăn và tương tác với môi trường cũng như các loài khác trong hệ sinh thái của chúng. Các nhà khoa học có thể tái tạo lại các tương tác phức tạp đã hình thành nên hệ sinh thái cổ xưa bằng cách nghiên cứu hóa thạch của động vật được tìm thấy trong khu vực. Phân hóa thạch cung cấp một liên kết trực tiếp để nghiên cứu hành vi và sự thích nghi của loài động vật này. Điều này làm sáng tỏ sự phát triển của chiến lược kiếm ăn của các thời kỳ địa chất khác nhau. Những phát hiện phân hóa thạch đáng chú ý. Nhà sưu tập hóa thạch nghiệp dư tên Mary Anning đã phát hiện ra phân hóa thạch đầu tiên vào năm 1800. Cô đưa ra giả thuyết rằng những viên đá hình phân kỳ lạ mà cô tìm thấy có liên quan đến loài ichthyosaur và plesiosaur mà cô nghiên cứu chính là phân hóa thạch. Mary Anning đã truyền đạt phát hiện của mình cho nhà cổ sinh vật học William Buckland, người đã nghiên cứu những hóa thạch này và phát hiện ra rằng chúng chứa tàn tích của xương, vảy cá và các tạp chất khác. Năm 1829, Buckland kết luận rằng đây thực sự là hóa thạch phân khủng long và đặt tên chúng là phân hóa thạch. Kể từ đó đã có nhiều khám phá về phân hóa thạch quan trọng hơn, góp phần vào sự hiểu biết của chúng ta về các loài động vật thời tiền sử đã tạo ra chúng. La Brea Tar Pit ở Los Angeles, California là một trong những địa điểm hóa thạch nổi tiếng nhất thế giới và được biết đến là nơi tích tụ các loài động vật thời kỳ băng hà. Phân hóa thạch từ những động vật này cũng đã được tìm thấy tại các địa điểm trên, cung cấp cho các nhà khoa học thông tin về chế độ ăn uống và hành vi của chúng. Nhưng phân hóa thạch không nhất thiết phải đến từ các địa điểm hóa thạch đáng chú ý như hố La Brea Tar. Phân hóa thạch lớn nhất từng được phát hiện được tìm thấy tại một trang trại tư nhân gần Buffalo, Nam Dakota. Phân hóa thạch có biệt danh là Panum, được cho là có nguồn gốc từ T-Rex vì nó là loài động vật duy nhất đủ lớn để tạo ra phân có kích thước như vậy ở khu vực đó. Trong khi Panum nổi tiếng về kích thước của nó, nhiều phân hóa thạch đặc biệt đã được tìm thấy có chứa xương của động vật săn mồi được bảo quản tốt, khiến chúng rất có giá trị. Ví dụ phân hóa thạch có liên quan đến Silosaurus, một loài khủng long đến từ kỷ Trias muộn. Đây là công cụ xác định chế độ ăn của loài khủng long này. Đây chỉ là một trong những trường hợp mà phần còn lại của phân hóa thạch được tiêu hóa một phần, tạo ra có giá trị cho việc khám phá chế độ ăn của động vật cổ đại. Phân hóa thạch trong môi trường cổ xưa. Ngoài việc góp phần giúp chúng ta hiểu biết hơn về chế độ ăn của các sinh vật thời tiền sử, phân hóa thạch còn có thể cung cấp manh mối về môi trường nơi những sinh vật này từng được phát hiện. Khi các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu phân hóa thạch, họ có thể suy ra các loài động vật sống ở một khu vực cụ thể và bản chất của hệ sinh thái. Hàm lượng của các phân hóa thạch này cũng sẽ phản ứng sự sẵn có của nguồn thực phẩm, điều kiện khí hậu và thậm chí là cả cảnh quan địa lý các thời kỳ này. Ví dụ, phân hóa thạch chứa tàn dư của động vật thủy sinh, chẳng hạn như vảy cá hoặc vỏ động vật không xương sống có thể đến từ động vật ăn thịt dưới nước. Việc xác định con mồi cụ thể trong phân hóa thạch cũng có thể khám phá những hiểu biết sâu sắc về phần nào của một nước mà con mồi này săn được. Tương tự như vậy, phân hóa thạch dèo chất thực vật có thể gợi ý rằng động vật tạo ra phân sống trong môi trường thực vật tươi tốt. Phân hóa thạch từ động vật sống trong môi trường khô cằn sẽ ít dinh dưỡng hơn và có khả năng chứa hàm lượng khoáng chất cao hơn. Nghiên cứu những loại hóa thạch này cũng có thể góp phần giúp chúng ta hiểu biết hơn về các sinh vật cổ đại, thích nghi với những thay đổi của khí hậu và cảnh quan nơi chúng sinh sống. Những điều bên ngoài cổ sinh vật học. Mặc dù phân hóa thạch nổi tiếng nhất có liên quan đến cổ sinh vật học, nhưng giá trị của những phân hóa thạch này vượt xa sự hiểu biết về hệ sinh thái và động vật cổ đại. Phân hóa thạch đã tìm thấy nhiều ứng dụng hấp dẫn khác nhau trên các lĩnh vực như khảo cổ học, y học và thậm chí tìm hiểu lịch sử và sức khỏe con người. Phân hóa thạch từ thời gian gần đây hơn có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về thói quen ăn uống của các nền văn minh cổ đại. Các nhà nghiên cứu đôi khi phân tích phân hóa thạch được tìm thấy ở các địa điểm khảo cổ để tìm hiểu về chế độ ăn uống và nguồn thực phẩm của các xã hội trong quá khứ. Những hóa thạch này có thể làm sáng tỏ truyền thống ẩm thực, tập quán nông nghiệp và thậm chí cả phương pháp chế biến thực phẩm của các nền văn minh cổ đại. Phân tích phân hóa thạch cũng có thể giúp các nhà khảo cổ khám phá manh mối về tập quán văn hóa của các xã hội cổ đại, bao gồm việc sử dụng kỹ thuật hoặc dược chất cũng như cách họ quản lý hoặc xử lý chất thải. Trong một số trường hợp, họ đã tiết lộ bằng chứng về ký sinh trùng, nhiễm trùng do vi khuẩn và chế độ ăn uống thiếu hụt, đưa ra manh mối về những thách thức sức khỏe mà tổ tiên chúng ta phải đối mặt. Do thành phần độc đáo của chúng, phân hóa thạch từng được coi là nguồn phốt phát phong phú, khiến việc khai thác phân hóa thạch trở nên rất phổ biến vào những năm 1800. Rev. John Stephen Henslow, giáo sư thực vật học tại St. John's College, Cambridge, đã thực hiện khám phá này vào năm 1842, khởi đầu cho một cuộc khai thác phân hóa thạch điên cuồng trên quy mô công nghiệp trên khắp miền đông nước Anh. Phốt phát được chiết xuất chủ yếu được sử dụng sản xuất phân bón và đạn dược sau Thế chiến thứ nhất.
Phân hóa thạch là những kho báu có giá trị nhưng ít được biết đến, cung cấp bằng chứng trực tiếp về những gì sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái cổ đại. Điều này khiến chúng trở nên rất quan trọng đối với các nhà cổ sinh vật học đang tìm cách làm sáng tỏ sở thích ăn uống của các loài động vật cổ đại. Nó cũng là một công cụ hữu ích để tái tạo lại các hệ sinh thái cổ xưa và chuỗi thức ăn phức tạp tồn tại bên trong chúng. Bằng cách nghiên cứu những dấu vết hóa thạch này bằng các kỹ thuật tiên tiến như kính hiển vi, tia X và phân tích hóa học, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về đời sống của các sinh vật cổ đại, sự tương tác của chúng với các động vật khác và hệ sinh thái của chúng nói chung. Đó là toàn bộ nội dung bộ Jaysa muốn gửi đến tất cả các bạn. Các bạn thấy sao về những thông tin này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu thấy video này hữu ích, hãy ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại!